kính mời quý vị cùng nghe truyện Tháng 3 của tác giả Lai Khê 75 Tháng 3 của tôi là thời điểm đau buồn nhất cuộc đời chiến chinh. Mọi người hay hỏi sao lại tháng 3 mà không tháng 4? Tôi thường trả lời, dân, đối với mọi người thì là tháng 4 đau buồn. Nhưng tháng 3 là tháng tôi mất nhiều bạn thời chiến của tôi. Chúng tôi di chuyển dọc theo quốc lộ 13 của tháng 3 nắng cháy. Nhiều người ngã gục vào tháng 3 của lệnh rút quân. Nhiều chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ra đi không một tiễn đưa, không một nén hương cho linh hồn bình yên. Nhiều ngôi mộ chôn dội trên đường rút quân và cũng nhiều kẻ hèn hạ, lòi mặt chuột trong tháng ba binh lửa. Tháng ba của Đức Phong, Bảo Lộc, Đồng Xoài, những địa danh tôi đã đi qua, đã để lại những mảnh tình nho nhỏ như cô gái hậu phương. Có tháng ba rút quân mới đưa đến tháng tư thất thủ. Những thằng lính như chúng tôi luôn tuân lệnh cấp chỉ huy, đó là truyền thống quân đội. Nhưng lệnh của tháng 3 làm cho chúng tôi sao động và ngỡ ngàng. Chúng tôi tin tưởng mình đủ sức kháng cự với cộng quân, dư sức đối đầu với bất cứ quân đội nào của cộng sản miền Bắc. Nhưng vào tháng 3, chúng tôi phải bỏ lại những thành phố thân yêu miền Trung, bỏ lại những người dân hiền hòa đã nuôi dưỡng chúng tôi suốt đời quân ngũ. Chúng tôi phải gấp rút từ giả những người con gái thương yêu, bỏ lại những mảnh tình trong trắng, thánh thiện. Chúng tôi bị phục kích vì không có kế hoạch hành quân, để thương đau mất đi những người bạn chiến binh, chết tức tử vì lệnh rút quân cấp tốc trong đêm. Ôi tháng ba quan nghiệt, tháng ba của mất mát. Mỗi tháng ba, tôi lại hụt hẫn trong đau buồn và tiếc nhớ. Tôi lại tìm về quá khứ để tiếc thương những người bạn đời quân ngủ. Còn đâu những đêm nhậu đứng sau những chuyến dài hành quân. Còn đâu những đêm ngồi dưới giao thông hào, chia nhau từng điếu thuốc ruby quân tiếp dụ. Ôi thương quá, từng ngậm nước đục dưới hố bom của những ngày nắng cháy giữa vùng tam giác sắt những bát canh mang le giữa mật khu long nguyên đầu mùa mưa những ly cà phê gạo sấy của bầu bàn ngồi chờ giặc tấn công minh mạng đây bắc bình gọi nghe rõ trả lời Bác bình đây minh mạng tao nghe năm trên năm mày cho tao điểm hẹn đại bàn bảo tụi mình cắm trại đêm nay với nhau lên 12, hai phải ham bốn tao gặp mày khoảng sáu con gà Ok, sáu con gà, hết. Trả máy lại cho thằng truyền tin. Tôi chỉ điểm hẹn cho thằng em mở đường, dặn nó chuyển hướng đi. Đã bốn giờ chiều, rừng Long Nguyên dày kịch, không một chút gió. Trời tháng ba có khác, nóng oi nóng bức. Tùy đi dưới bóng cây rậm, nhưng vẫn nóng như ai trùm mền không cho thở. Dù có thở được thì cũng toàn mùi ẩm của lá cây mục, của côn trùng, của rừng nhiệt đới. Dây leo văng đầy ngang dọc chận lối. Thằng em mở đường phải khó nhọc lắm mới tìm được lối cho mấy thầy trò. Tôi nhìn lại bản đồ và định hướng của mình. Chỉ hai cây số là sẽ ra khỏi khu rừng rậm này, đến con suối nhỏ. Xong băng ngang cái trảng, chiều ngang khoảng 300 mét là sẽ đến điểm hẹn với tụi thằng Mẫn. Bốn thầy trò tôi đi chuyến công tác này đã hơn hai tuần. Toán thằng Mẫn được lệnh vào thay để toán tôi về lại Lai Khê, chuẩn bị cho chuyến đi vào Xuân Lộc. Hai đứa cùng được biệt phái cho sư đoàn năm đóng tại Lai Khê. Chúng tôi liên kết với đại đội trinh sát năm thì hành những chuyến công tác dài khoảng một tháng cho mỗi chuyến đi. Mỗi ngày chúng tôi nhận lệnh từ Bộ Tư lệnh Sư đoàn, di chuyển theo từng toán nhỏ, lục tìm những tin tức và di chuyển của Cộng quân trong địa bàn kiểm soát của Sư đoàn 5. Theo tin tình, tình báo tôi nhận được, thì Sư đoàn 3 sao vàng của Bắc Việt đã di chuyển từ Pleiku về hướng Nam. Đây là một sư đoàn thiện chiến của miền Bắc, từng tham dự trận quản trị, con tum tôi nhìn lại bản đồ. Nếu sư đoàn này muốn vào Sài Gòn thì phải đi dọc theo quốc lộ 13, ngàn Long Xuyên, chỗ tôi đang công tác. Tôi quay ngang thằng em truyền tin bảo no đổi tần số cho tôi gọi về tiểu đoàn 53 pháo binh. Đại điểu, đây Bắc Bình, nghe rõ trả lời. Bắc Bình, đây là điểu nghe 5 trên 5. Mày cho tao hai quả, về lên 12 phải 24, chỉ bắn khi nào tao gọi, Ok lên 12 phải 24 bắn khi nào mày gọi Giọng thằng Đắc đề lô trong máy có vẻ hơi thắc mắc Bắt Bình, sao bữa nay mày gọi yểm trợ sớm quá vậy Tôi chửi thề trên máy Tao gọi thì cứ làm đi Đang cuốc bộ mệt bỏ sự không có thì giờ giải thích đâu Hình như nó linh tính một cái gì đó không tốt Nên gọi lại Bắt bình, tao chỉ muốn cho mày một điếu thuốc lào cho bảo đảm. Trái khói, Bộ mày muốn cho tụi Việt Cộng biết chỗ của tao hay sao vậy? Tao thấy có gì không ổn nên muốn ăn chắc không dội lên đầu mày. Tao tin tài của mày, từ xưa giờ mày gọi đâu trúng đó nên tao không sợ. Mày lại nâng bi tao nữa rồi, chừng nào vậy hậu cứ tao thưởng mày một chầu bia. Ráng để dành tiền đi em trai, tao mà uống bia thì mày chỉ có sạc nghiệp. Phải nói ngày xưa tụi tôi uống bia như uống nước lạnh, sau mỗi chuyến công tác về là bọn tôi kéo nhau xuống câu lạc bộ sĩ quan. Mỗi thằng gọi 4 kết bia 33, mỗi kết 24 chai, chất sau lưng ngồi uống cả đêm, đến sáng hết bia mới về trại ngủ. Mỗi lần bọn tôi về là ông bà chủ câu lạc bộ rầu thúi ruột, phải thức đêm lo mồi nhậu cho mấy thằng trời đánh. Nhưng hai ông bà lại khoái tôi, không phải vì cô con gái đang đến tuổi lấy chồng, mà vì tôi trả tiền sòng phẳng, không ghi sổ. Những thằng lính như tôi mà cho ghi sổ, lỡ có ngày hộp gỗ cài qua thì mất hết cả vốn lẫn lời. Bốn thầy trò tôi đến men rừng khoảng 5 giờ 30 chiều, nhưng không đi ra dội. Đó là kỹ thuật, đó là luật sinh tồn. Phải thám sát chung quanh trước khi đi ngang cái trảng trống trơn, chỉ có cỏ mọc ngang đầu gối. Tôi lấy ống nhòm ra, quan sát bên kia bờ rừng. Nhìn lên, nhìn xuống, chẳng thấy gì, nhưng linh tính tôi như báo có cái gì đó không ổn. Tôi bảo thằng em nhỏ nhất trong đám đi dọc xuống bia dưới khoảng 100 mét, rồi quăng một tàn cây nhỏ ra. Trong khi nó đang di chuyển, tôi quan sát trên ống nhòm khi thằng em quăng tàn cây đúng như linh tính một vài vật di động bên kia bờ rừng thằng em trở lại nói nhỏ với tôi mình bị phục kích ông thầy ơi tôi bảo thằng truyền tin đổi tần số tôi gọi thằng mẫn minh mạng lại bắt bình nghe rõ trả lời bắt bình đây minh mạng tao nghe năm trên năm cho tao điểm đứng tao đang chờ mày ở điểm hẹn tôi dội vàng cảnh giác nó cách mày nửa ống chân là cây số bên phải hướng đông dọc theo bìa rừng tuổi nó đang nằm chờ tao băng ngang để làm thịt mày chờ tao dọn bãi rồi hãy đáp đừng tụi nó đông lắm mày chỉ có bốn thằng thì làm gì được để tao gọi thằng đắc thằng em truyền tin hiểu ý bèn đổi máy sang tần số pháo binh đà điểu đây bác bình nghe rõ trả lời bác bình đây đà điểu tao nghe Mày có tần số của tao và thằng Minh Mạng không? Đổi qua đó ngay đi, tụi tao có việc cần đến tụi mày. Rồi, tao sẽ qua bên đó gặp mày. Thằng em truyền tin lại đổi tần số một lần nữa. Đà Điểu đã bay về tổ, bắt bình, Minh Mạng, tụi mày nghe tao không? Đà Điểu đây bắt bình, mày cho tao một trái, lên 12, phải 24 rưỡi, bắn khi nào mày sẵn sàng. Lên 12, phải 24 rưỡi, bắn ngay. Chừng 2 phút sau, tiếng 155 ly xé gió rớt ngay giữa trảng cỏ, đất trộm lẫn với cỏ non bay mù mịch. Đà điểu đây bắt bình, mày cho qua phải khoảng 1 phần 4, bắn khi nào mày sẵn sàng. Ok, lên 12, phải 24, 3 phần 4, có ngay. Chỉ không đầy 30 giây, quả 155 ly thứ hai rớt ngay trên đầu bọn chúng, dài thằng quýnh quán chạy ra trảng cỏ đã điểu bắn hết bắn hết minh mạng coi chừng tụi nó bẫy về phía mày tôi quay ngang bảo mấy thằng em chuẩn bị băng ngang chẳng cỏ khi dứt pháo từng quả 155 ly rất ngay trên đầu bọn phục kích hàng ngũ chúng bắt đầu xôn xao tôi gọi thằng mẫn minh mạng mày chuẩn bị khi tao gọi thì tiến đến bìa rừng nhưng coi chừng có bọn tao đi từ bên trái vào hướng tây giọng thằng mẫn khẩn cấp trong máy tụi nó đang chạy về phía hướng tao đông lắm. Đà điểu, mày cho tao hết lên 12, phải 24, bắn hết, bắn hết. Tôi nghe thằng Mẫn gọi tọa độ mà kinh quản. Đó là điểm hẹn của hai đứa. Thằng Mẫn đang lâm nguy. Tôi ra lệnh cho Toán bằng ngang trảng cỏ. Tôi vừa cầm khẩu M16, vừa chạy đến bìa rừng bên kia. Từng tia đạn bay tới tấp về hướng tôi. Tôi bất chấp gọi thằng đắc pháo binh cho bắn hết vào điểm hẹn tôi thay băng đạn hai lần. Không biết tôi chạy bao lâu, xác bộ đội bắt Việt nằm ngổn ngang vì trúng pháo 155 ly. Nét mặt còn non choẹt, tuổi chừng 14-15. Tôi cứ vừa bắn, vừa chạy về phía thằng Mẫn. Mấy thằng em chạy theo cũng vừa chạy vừa la xung phong. Bọn tôi cứ chạy và bắn cho đến khi không còn nghe tiếng bắn trả lại mới ngừng chạy. Không gian bây giờ im liềm như thần chết vừa đi qua, thì người chết ngổn ngang, cây gãy đổ vì đạn pháo, mùi khói súng khét lẹt giữa rừng chiều, gió bỗng nổi lên như thần chết rảo dòng chiến địa, mùi tanh của máu, mùi khét khói súng quyện nhau giữa những thây người nằm ngã gục. Tôi đứng như chết giữa bãi chiến trường đã chấm dứt mà phần thắng chẳng về ai. Mấy thằng em lục lọi tìm toán thằng Mẫn. Bốn thầy trò nó nằm ngửa, mắt vẫn mở như trông chờ ai. Tôi vuốt mặt từng đứa, rồi lấy bông xô, gói xác Mẫn lại. Ngủ yên đi Mẫn. Đã 34 năm rồi đó. Tao thỉnh thoảng cứ nghĩ lại buổi chiều hôm đó. Nếu tao không gọi pháo binh, thì mày đâu có bị tụi nó tràn ngập sang hướng của mày. Có phải lỗi của tao không hả Mẫn? Lai like Khê 75 Kinh thưa quý vị, truyện tháng 3 của tác giả Lai like Khê 75 đến đây là hết. Xin cảm ơn tác giả và quý vị đã cùng vào nghe. Hẹn gặp lại ở các